Xin chào tất cả các bạn yêu thích bóng đá đã trở lại với kênh của mình. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn ở giải đấu Thế vận hội Olympic Tokyo 2021 năm nay. Giải bóng đá nam của các kỳ Thế vận hội năm nay được tổ chức tại Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, sân chơi Olympic theo quy định ban tổ chức chỉ dành cho những lứa tuổi U23 và mỗi đội chỉ được đăng ký 3 cầu thủ quá tuổi. Trong ngày mở màn của môn bóng đá nam, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cặp đấu của bảng D giữa đội U23 Brazil đương kim vô địch và đội U23 Đức. Ở kỳ đại hội này, U23 Brazil không có sự góp mặt của cầu thủ ngôi sao Neymar. Trận đấu diễn ra vào lúc 18:30 ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Với sự vắng mặt của Neymar, đội tuyển U23 Brazil đã triệu tập cầu thủ 38 tuổi Dani Alves để dẫn dắt các cầu thủ trẻ tại kỳ Thế vận hội Olympic lần này. Về phía đội tuyển Đức tham dự kỳ Thế vận hội Olympic lần này với những cái tên xa lạ so với đội hình vừa tham dự giải Euro 2021. Thưa quý vị và các bạn, do giải bóng đá nam của Thế vận hội Olympic không nằm trong hệ thống giải của FIFA nên những cầu thủ siêu sao, ngôi sao không được sự cho phép tham dự của câu lạc bộ chủ quản. Và dự đoán tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Brazil. Còn ý kiến của tất cả các bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Để ủng hộ kênh, các bạn nhấn like, nhấn vào chuông để nhận những tin tức mới nhất. Mời các bạn cùng đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.